Lấy 6V gần 10V, 210V, 50Hz ha. Rồi. Vì vậy là ta đã đo được tần số chung với điện 220 luôn. Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái lò đồng hồ. Đó chính là Anlen Q1 ha. Anlen Q1. Mình sẽ hiện khi mua sẽ được một cái vỏ như thế này, bao cái bao như thế này. Đây. Đây nó rất là tiện dụng ha. Em hay mở ra. Đó. Thì bên trong ta sẽ có rồi, sách hướng dẫn nè. Thì bằng tiếng Anh thôi, cũng dễ dùng các bạn. Loại này cũng rất là giống như y hệt như cái loại Joey ZTX các bạn ha. Y chang luôn ha. Y hệt luôn, cách dùng tương tự luôn. Một cái cặp que đo mở rộng ha. Đây. Thì cái que đo này á, chúng ta có thể thay đổi các độ các bạn. Rất là hay luôn. Ví dụ như cái đầu này, hiện tại nó có mấy cái đầu không nè. Chúng ta chỉ cần ta vặn vô. Đó. Thì sẽ ra được là cái que đúng không? Khi ta muốn đổi thành cái đầu khác, ta gỡ ra. Đó hành đổi gẹp cái xấu vô cũng được nè. Đó, ha. Thì chúng ta được cũng là gẹp cái xấu. Rất là hay. Chúng ta có thể thay đổi nhiều đầu đây. Rất là nhiều đầu cũng đây. Ha. Một cái cặp que đo mở rộng này. Nhưng mà cặp này mình bán lẻ thì giá nó là 50.000 một cặp ha. Bán lẻ cặp này thì giá là 50.000. Đó, rồi. À, một cái que đo thường, cặp que đo thường này thì các bạn cũng gặp dễ gần nhìn thấy hoài ha. Que đo bình thường thôi, không có gì hết. Một cái que đo nhiệt độ ha. Đây. Đây là cái que đo nhiệt độ của nó nè. Mở ra cho các bạn xem thử nha. Đây, giống như cái lò xo các bạn ha. Sẽ test cho bạn luôn, hồi mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ cách sử dụng luôn. Đó, đây. Rồi. Cái máy ha, cái máy sẽ được tặng kèm pin sẵn ha. Rồi. Ok. Bỏ qua một bên. Mình sẽ sử dụng hai cái này trước ha. Thì đầu tiên các bạn, phía sau này là sẽ có pin trong đây ha, pin trong đây. Nó sử dụng hai viên pin AA ha, hai viên pin AA. Pin loại pin tiểu 1,5V. Ở đây thì cái mã số của nó nè. Khi bảo hành mình sẽ bảo hành qua xong qua cái mã số này. Khi mình bán á mình sẽ có ghi chú lại mã số này. Các bạn cứ yên tâm. Đây là hiệu nè, Anlen Q1. Anlen Q1. Đó, màn hình cũng khá là to, cũng tương y hệt cái loại Joey ZTX luôn. Cái nếu bạn nào muốn mà xem mình so sánh hai loại này á thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình. Để khi mình đăng video lên thì nó sẽ thông báo các bạn. Mình sẽ so sánh cái hai đồng hồ này và đăng lên trong video sau ha, cho các bạn coi khác nhau như thế nào. Loại này thì mắc hơn Anlen Q1, mắc hơn Joey ZTX khoảng 100.000 ha, mắc hơn. Rồi mình video sau mình sẽ nói tại sao nó mắc hơn ha, cho các bạn biết luôn tại sao nó mắc hơn, tại sao nó lại loại kia lại rẻ hơn, tại sao loại này mắc này nó mắc hơn, thì mình sẽ nói trong video sau. Bạn nào muốn xem thì ta hãy đăng ký kênh đi, để khi mình đăng video lên thì nó sẽ thông báo các bạn biết ha. Muốn mở lên chúng ta bấm nút này. Đó, thì nó sẽ mặc định hiện tại đây là đo volt DC ha, volt DC. Đó. Thì cái đồng hồ này thì nó không phải là đồng hồ auto nha, nói rõ à, nó không phải là đồng hồ auto. Đối với cái loại Anlen Q1 hoặc là Joey ZTX á thì nó không phải là đồng hồ auto, nó chỉ là đồng hồ đo bình thường thôi, nhấn nút đo thôi chứ không auto nha. Dù chúng ta hiện tại nó hiện chữ DC nè, thì chúng ta có thể đo được điện DC như là pin, ắc quy, thì những cái đó là những điện DC chúng ta đo bình thường, không vấn đề, không cần phải đây đen á, chúng ta cắm vô lỗ cơm ha, đen cắm vô lỗ cơm. Đỏ cắm vô bên đây. Rồi. Để mà đo đầu tiên á, nhiều người sử dụng nhất á, đó là chức năng đo thông mạch, đúng không? Thông mạch. Thì đây có những cái nút nè. Đó. Thì bạn thấy là thông mạch là hình cái chuông. Đây là đó, nó ở vị trí này. Chúng ta bấm vô đây. Hiện tại nó chưa hiện cái chuông đúng không? Hiện tại nó hiện cái chữ là M ohm chứ chưa hiện cái chuông, thì chưa phải là hình thông mạch. Bấm một cái nữa, đây nó hiện hình cái chuông với hình con diode, có nghĩa là thang thông mạch
và than diod là nó chung với nhau. Than thông mạch và than diod là chung với nhau ha. Đây, than thông mạch và than diod là chung với nhau. Thì đo thông mạch thì chúng ta sẽ chập hai cái que lại để đo đúng không? Đây. Chúng ta gỡ hai cái này ra cho nó dễ đo. Rồi. Thấy không? Kêu kêu tiếng. Mọi người hết kêu. Ví dụ mình có đoạn dây điện này, mình muốn biết là nó đứt hay là nó còn nguyên, mình sẽ cặp hai đầu vô, hai cộng dây điện. Nó kêu. Đó, vậy chứng tỏ là cộng dây điện này vẫn còn dùng được, hay vẫn còn nguyên, vẫn còn thông mạch. Ha, rồi. Đo diod. Than đo diod thông mạch là chung mà. Đây, hiện tại mình có một con led thì bạn cũng biết rồi, led là một loại diod. Mình sẽ đo cho bạn xem. Led thì cũng là diod các bạn. Đo vô. Đây, led sáng ha, màn hình hiện số ha. Rồi, ta đo ngược lại, đảo chân lại. Rồi, không có hiện tượng gì. Đó, thì chứng tỏ là con này vẫn sao tốt. Nó chỉ thông một chiều thôi. Rồi, đó là đo thông mạch và đo diod. Sẽ hướng dẫn các bạn đo điện trở ha. Điện trở thì đây. Ta sẽ bấm vô nút này nè. Bấm nhiều lần chỉnh sao cho nó dễ than điện trở ha. Đây là thông mạch nè. Đây là đo tụ nè. Đây là đo điện trở, có ký hiệu là ôm thì là điện trở. Rồi. Chúng ta sẽ tiến hành lấy một con điện trở ta đo thử. Đây là một con cam trắng cam ha, đo thử coi nó nhiêu ký. Trời ơi nó. Đây các bạn, đây. Hiện tại nó hiện là 38 ký ha, 38,6 ký. Thì điện trở 39 ký các bạn. Cam trắng cam là 39 ký ha, ra 38,6 là ok rồi ha. Rồi, hợp lý rồi. Một con khác coi, như con này. Ta đưa vô. 9,93 ký. 9,93 ký thì tất nhiên là 10 ký các bạn, là tương đương với 10 ký rồi. Rồi. Như vậy là điện trở cũng rất là dễ đo đúng không? Ta chập que lại nè. Nó sẽ ra lại nhiêu? 0, mấy vậy ha. Gần như là không ôm. Nên tại vì chập que lại là không ôm đúng rồi. Rồi, sẽ dẫn bạn cách đo pin. Bạn thấy nè. Trên đây thì có volt ở đây, millivolt ở đây. Thì pin là volt, chúng ta dùng nút này bấm một cái ra DC là điện một chiều đó. Chúng ta đo hướng của pin ha. Đây, pin là sao? Đây, pin ra 3,9 volt ha, 3,9 volt, 3,912 volt. Rồi đo ngược lại coi, thì có dấu âm thôi ha, dấu âm. Đó, hỏi cục này coi, cục pin khác. Đây, 4,1 volt, mình đang đo ngược có dấu âm thấy không? Đo là đúng chiều lại sẽ không có dấu âm, đúng luôn. 1,1 volt ha, đầy. Rồi, ok. Đó là cách đo ta đo pin, ắc quy cũng tương tự ha. Rồi, đo điện nha, điện 220 thì sao? Điện 220 thì chúng ta sẽ đo qua cái ổ điện này. Ta sẽ bấm vô đây một cái nữa ha, bấm vô một cái. Rồi, hiện chữ AC. Với trên này có tần số luôn, hiện chung một hình luôn, ta dễ nhìn ha. AC là điện 220 á, điện xoay chiều. Hôm nay là camera hơi lắc xíu, bạn thông cảm, do cây kia bị hư rồi mà không có đem, không quay được. Rồi, đưa điện vô. Hiện tại đã chưa có vô các bạn, cho nó dính. Đây mà qua đây coi. Đây 210V ha. Hiện tại điện nhà mình đang hay là 206V 50Hz. Đây. Đây ha. 206V gần 10V, 210V 50Hz ha. Rồi. Vì vậy là ta đã đo được tần số chung với điện 220 luôn. Rồi, bấm một nút một cái nữa thì chúng ta sẽ đo được AF, là đo phát hiệu điện bạn nè. Đó. Lại gần nó sẽ kêu. Đó, vậy là ta đã đo được rất nhiều thứ đúng không? Sẽ hướng dẫn các bạn cách đo tụ nữa ha, cách đo tụ. Tại trước mắt các bạn là con tụ 33. Tụ 33 50V ha. 33 UF 50V. Mình sẽ đo thử cho các bạn xem ha. Thì bằng cách nào? Thì chúng ta sẽ bấm vô nút bên đây. Trong chỗ có hình của tụ nè. Hình tụ không? Hình tụ là hình này nè. Bấm vô 1,
cái là chưa đúng, hiện tại đã ôm một cái nữa, cái chưa đúng này, hiện tại đo đo, đo này là đo diode với đo thông mạch, cái nữa đây NF là tụ, NF là tụ ha. Chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta đo vô chân đỏ vô đỏ, đen vô đen ha, cho đúng ha. Rồi đợi khoảng 5 giây. Rồi tụ 33 mà ra 34, 35 gì là ok bạn ha. Sai số rất là nhỏ. Sai số này có thể là do đồng hồ và có thể là do tụ ha. Không có gì chính xác cả. Thường là có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là tại sao đo điện 220 mà nó ra có 210 mấy, 200 lẻ mấy, nhiều khi lên có 230. Đó là do nguồn điện nhà bạn ha. Chứ không gì chính xác các bạn cả. Bởi vì khi mà nhà chúng ta ở giờ cao điểm chúng ta đo sẽ khác, khi ở những giờ thấp điểm, những giờ ít người dùng thì nó sẽ khác, sẽ điện sẽ cao, nó sẽ khác hơn. Nói chung là đồng hồ đo này chỉ có tính là chính xác tương đối, không có tuyệt đối được ha. Có thể là do linh kiện của bạn nó không chính xác, và cũng có thể do là đồng hồ không chính xác, hoặc cũng có thể do yếu tố con người đo không chính xác nữa ha. Thường là ba yếu tố đó sẽ ảnh hưởng tới kết quả của đồng hồ hiển thị. Như vậy là mình hướng dẫn các bạn cách đo điện một chiều, điện xoay chiều, đo NCV, phát hiện dòng điện, đo tụ, đo điện trở, đo diode, đo ôm. Có 7 chức năng đúng không? Hiện tại là 7 chức năng rồi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo tần số cũng nói rồi luôn rồi, là 8 chức năng rồi. Ta sẽ đo thêm một cái nữa, đó chính là độ C, nhiệt độ ha, nhiệt độ. Chúng ta sẽ thấy nào, lúc này là có chữ độ C nè, thấy không? Có ký hiệu độ C á, ký hiệu độ C nè, nó bấm vô đây, một cái chưa đúng, hai cái chưa đúng, ba cái ra độ C đây đó, ba cái ra độ C đúng không? Ta gỡ cái này ra rồi, chúng ta gắn cái que độ C vô, que nhiệt độ vô rồi, ok. Mình sẽ tiến hành, mình lấy một cái hộp quạt mình hơi thử rồi coi cái nhiệt độ nó có tăng lên không ha. Đây hộp quạt đây nè, thấy tăng lên ha, tăng lên thấy không, nó tăng lên năm mấy độ, sáu độ nó tăng lên mãi như vậy. Khi nào mình lấy que ra thì nó vẫn còn tăng, tại vì nó đang còn nóng mà, khi nào nó hết nóng nó mới giảm xuống lại đó, giảm lại thấy không. Rồi như vậy là mình hướng dẫn các bạn cách đo độ C luôn rồi. Hiện tại chỉ còn chức năng nữa ta chưa đo thôi, là đo ampere. Mà ampere thì cách đo cũng tương tự những loại khác các bạn, cách đo tương tự thôi, và khuyến cáo tiếp tục ha là ampere chỉ dùng cho những người biết đo thôi. Chúng ta không biết đo ampere, chúng ta là người lần đầu đo ampere thì chúng ta không nên đo luôn, tại vì nó rất nguy hiểm, rất dễ cháy nổ luôn. Chức năng đo ampere là những chức năng đo nguy hiểm nhất, bởi vì vậy mình thường là không hướng dẫn các bạn cách đo, do nó rất là nguy hiểm. Còn bạn nào muốn đo thì chúng ta tự tìm hiểu trên mạng rất là nhiều luôn người hướng dẫn chúng ta làm theo, và nó sẽ thường ampere rất nguy hiểm, khả năng cháy nổ rất cao ha, nên mình không hướng dẫn các bạn. Bạn nào muốn mua đồng hồ này thì hãy gọi trên đây ha. Bạn nào muốn xem video sau mình sẽ so sánh cái này với cái Vui ZX thì chúng ta hãy đăng ký kênh để bà bật chuông thông báo, để khi nào mình lên video á, mình ra video thì điện thoại của bạn sẽ tự nó sẽ thông báo cho bạn biết là ai kênh Xe Tải Điện Tử ra video nào, vô coi chơi, ví dụ như vậy. Thì cảm ơn mọi người đã xem video này, thấy hay thì nhớ like kênh của mình ha, like video này. Rồi cảm ơn mọi người.